chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem về phân bón lá sinh học Aminomic. Aminomic gói 20g là phân bón lá sinh học siêu dinh dưỡng và siêu tăng trưởng, dùng cho cây đang nuôi trái hoặc là như là lúa đang trổ và nuôi hạt cũng được, và sử dụng với được nhiều loại cây. Thì chi tiết về phân bằng lá sinh học Aminoamic là gồm có Aminoamic là phân sinh học siêu dinh dưỡng, siêu tăng trưởng, sáng cây, dày lá, lớn trái bóng trái, ngọt trái, no đồng, trổ đều chắc hạt, sử dụng được nhiều với nhiều loại cây trồng khác nhau. Về thành phần của Aminoamic, Aminoamic là gồm có là lysine 0,1%, glycine 0,1%, acid glutamic 0,1%, methionine 100 ppm, GA3 100 ppm và NaA là 800 ppm, Mg 100 ppm, Cu 100 ppm, Zn là 100 ppm và các phụ gia đặc biệt khác. Về công dụng của Aminomic là phân hữu cơ sinh học có nguồn gốc từ thực vật, cung cấp các thành phần dinh dưỡng đặc biệt như axit amin, trung vi lượng, men sinh học giúp tăng trưởng và phát triển mạnh trong các giai đoạn sinh trưởng của cây. Về cách sử dụng của Aminomic, dùng cho cây rau màu hoa, pha khoảng 10 đến 15 ml cho bình 16 lít nước, phun hoặc tưới định kỳ 7 đến 10 ngày một lần, giúp lá non mướt, xanh, dày lá, thân mập, to, trái và củ lớn. Dùng cho cây ăn trái, pha khoảng 20 ml cho bình 16 lít nước, phun ướt đều cây, sử dụng sau khi thu hoạch giúp cây phục hồi mau, và phun vào các giai đoạn trước khi ra hoa giúp hoa trổ đều và đồng loạt, tăng khả năng đậu trái cho cây. Sau khi đậu trái, phun định kỳ 7 đến 10 ngày một lần, giúp cho trái to, bóng, tăng độ ngọt và hạn chế rụng trái và sượng trái. Đối với cây lúa, pha khoảng 20 ml cho bình 16 lít nước, 16 đến 25 lít nước, phun ướt đều cây vào các giai đoạn và phun 1 đến 2 lần sau khi sạ từ 10 đến 15 ngày, giúp cây phát triển mạnh, cây đẩy nhánh nhiều, tập trung. Phun 1 lần khi thượng đồng giúp đồng lúa mập, và phun lần 1 lần khi lúa chỗ là sẹt, giúp lúa chỗ nhanh, tập trung, tránh đậu nghẹt đồng. Phun 1 đến 2 lần khi mới bắt đầu nuôi hạt và giúp hạt lúa no, chắc và vàng sáng hơn. Xin hết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký kênh để được nhận các video mới nhất từ Thuốc Thực Vật. Thuốc Thực Vật là kênh cập nhật và chia sẻ thông tin của các loại thuốc bảo vệ thực vật trên thị trường hiện nay để cho bà con chúng ta cùng tham khảo. Xin cảm ơn.